Chào các em, sau đây thì chúng ta cùng giải bài tập 1 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 11. Nội dung như sau, hãy trả lời câu hỏi là hạt tải điện trong kim loại là loại electron nào, mật độ của chúng và cỡ nào. Để trả lời được chính xác câu hỏi này thì các em hãy sửa lại sách giáo khoa trang 75. Chúng ta nhìn vào phần đầu trang, chúng ta thấy là phần chữ in nghiêng ở đây cho thấy là hạt tải điện trong kim loại là electron tự do, mật độ của chúng rất cao nên kim loại dẫn điện rất tốt. Như vậy ta thấy là hạt tải điện trong kim loại chính là loại electron tự do. Vì sao lại có từ tự do? Tự do có nghĩa là những cái electron mà có thể di chuyển rất là linh động ở trong tinh thể kim loại. Rồi, bây giờ thì các em có thể ghi lại câu trả lời ngắn gọn cho bài tập 1. Chúng ta ghi là hạt tải điện ở trong kim loại là các electron tự do. Và mật độ của chúng thì rất cao. Làm cho kim loại dẫn điện tốt. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong bài tập 1.